Bạn không dán nhãn, không đặt tên, không suy tư và do đó bạn trở nên tự do. Khi có sự phản kháng hoặc bất đồng với một ai đó, chúng ta lại có cảm nhận về chính bản thân mình rõ hơn. Ranh giới giữa ta và người mà ta đang có bất đồng hay phản kháng cũng diễn rõ hơn. Chính cái ranh giới này là điều bản ngã muốn. Vì càng có khoảng cách giữa ta với người thì bản ngã càng có cơ hội khẳng định lại chính nó. Và cũng chính điều này làm cho đời sống của chúng ta luôn bất an. Bản ngã thích tạo khoảng cách, do đó nó cứ thường hay dán nhãn, hay nhận xét và hay phê bình kẻ khác, những kẻ không cùng chí hướng với những suy tư đang nuôi lớn bản ngã. Chính những suy tư trong tâm trí là thức ăn đang nuôi dưỡng bản ngã. Bạn thử ngưng suy tư một chút thôi thì điều gì sẽ xảy ra? Bản ngã của bạn sẽ run sợ. Vì không suy tư thì không thể nào tạo ra những câu chuyện, tình huống trong đầu được nữa. Không suy tư thì chỉ còn lại thực tại đang là diễn ra mà thôi. Vậy thì cái tôi đâu rồi? Bản ngã đâu rồi? Cái mà luôn tạo khoảng cách giữa ta và người. Cái mà luôn thổi phồng vấn đề nhỏ thành lớn, chuyện bé xé thành to đâu rồi? Nó sẽ biến mất. Và khi nó biến mất thì bạn mới thực sự nhận ra bản chất chân thật của bạn là ai. Và bạn cũng sẽ nhận ra được một điều rằng gốc rễ của mọi nỗi khổ của bạn chính là những gì bạn đang suy nghĩ trong đầu. Nếu suy nghĩ không còn đó thì khổ đau do suy nghĩ tạo ra cũng sẽ biến mất theo. Bạn đừng lầm sự không suy nghĩ với sự không biết gì. Không suy nghĩ nhưng vẫn biết rõ ràng, và thậm chí còn rõ ràng hơn cả cái biết thông qua suy nghĩ. Khi bạn không suy nghĩ thì cái biết của bạn về thực tại sẽ không thông qua lớp màn của suy tư, nên nó sẽ là cái biết trực tiếp. Vì đó là cái biết trực tiếp nên nó sẽ đánh thức được trực giác trong bạn. Nó kích hoạt và làm cho trực giác của bạn mạnh hơn mỗi ngày thông qua cái thấy biết trực tiếp với thực tại đang là. Và chính nhờ tiếp xúc với thực tại đang là, không thông qua lăng kính của suy tư, nên đời sống của bạn cũng trở nên đơn giản hơn, có nhiều an vui hơn và cũng trọn vẹn nhận biết hơn. Khi bạn luôn có được cái thấy trực tiếp với thực tại đang là thì năng lực nhiệm màu của sự sống cũng sẽ được đánh thức trong bạn. Với thực tại đang là, nỗi buồn sẽ không còn là nỗi buồn như bạn nghĩ nữa, mà giờ đây nó chỉ là những hiện tượng như bao hiện tượng khác đang đến đi trong tâm thức mà thôi. Bạn không dán nhãn, không đặt tên, không suy tư, và do đó bạn trở nên tự do.